điều mà mấy chị em cái kia hai con chung và ân. Hôm nay các con đứng trước mặt của Chúa trong lòng yêu thương của gia đình, của giáo hội, để hai con nắm tay nhau quyết định tiến tới cuộc đời với nhau. Các con được Chúa chúc phúc bằng ý thức khôn khối mà làm được đây, các con sẽ chào bạn cho nhau. Hôm nay chắc chắn là ngày niềm vui lớn lao của hai con. Các con rất tự mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con. Để Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô đang rộng tay ban phúc lại cho tình yêu phong phú của các con, và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến các con. Agostino Hoàng Ngọc Trung xin nhận em Maria Nguyễn Hoàng Thiên Ân làm vợ của anh. Em Maria Nguyễn Hoàng Thiên Ân nhận anh Agostino Hoàng Ngọc Trung và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Khi khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu. Và yêu thương tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Chúc mừng đôi bạn trẻ đã nên duyên vợ chồng. Cháu và chúc hai cháu một cuộc sống tốt đẹp suốt cả một đời, thương yêu nhau. Anh Trung ơi, hôm nay là ngày kế của hai con đấy. Hai cháu và chúc hai cháu được hạnh phúc suốt cả cuộc đời chứ. Hôm nay ngày lành tháng tốt đã được sự chấp thuận của
thống nhất là hai gia đình, thì gia đình nhà trai chúng tôi sang để gặp gỡ và tìm gỡ bên nhà gái xin phép được lưu chiếc. Giờ phút này xin cháu chúc lành cho các cháu để các cháu luôn hy sinh, biết nhường nhịn, biết ủi an nhau trong những lúc gian nan khốn khổ, cũng như là chia sẻ với nhau trong đời sống mới của gia đình. Con như vậy lúc nào cũng có lúc vui lúc buồn, nhưng mà lúc nào mà vui thì chấp nhau rồi đấy, chỉ một đời mới được hạnh phúc. Thưa bà con họ, thì giờ phút này thì cũng đã xong. Thì gia đình chúng tôi xin được đón cháu về làm dâu ở bên nhà các quý bà con cô bác cùng với cháu cùng với chúng tôi về bên nhà trai. I would like to say thank you everyone to stay here with us, spend your time even for the long distance and even for the bad weather raining outside. You still spend your time and your presence be here with us. Your presence here in our honor. We would like to say thank you and we would like to say hope you guys have enjoyed your time with us to celebrate our time, our wedding time. Thank you very much. Một ngày mà hai trái tim ở cách xa nhau rất xa nửa vòng trái đất, nhưng đã đến để cùng chung một nhịp đập. Sự hiện diện quý báu của toàn thể quý vị
khoảng cách cũng như con thứ hai họ và các bạn trẻ là một khích lệ vô cùng lớn lao cho một gia đình mới.